mình về bảo bố mua đèn thôi. Bố ơi, mua đèn trung thu cho con. Đèn trung thu à? Năm nay bố không có tiền. Năm nay bố không có tiền. Thôi để tí nữa thì bố với cả chú làm cho một cái đèn ông sao siêu to khổng lồ, được không? Vâng ạ. Làm một cái đèn thật là to luôn, để cho gọi này thắp sáng gọi này thì tất cả ở chỗ này nữa. Con đồng ý không? Con có. Con vui không? Vui. Thế con sang gọi chú cho bố nhé. Được. Gọi chú Đăng cho bố nhé. Được. Ok. Đang ngủ gọi gì vậy? Bạn là thì đi sang đây hỗ trợ để làm cái đèn ông sao cái. Sắp trung thu à? Sắp trung thu rồi. Thì muốn ôn lại kỷ niệm ngày xưa hai anh em mình làm đèn ông sao đấy. Được. Thì bây giờ thì đi ra đây để làm cái. Ok. Thì đây vừa nãy con này thì bảo chú Đăng chú ý ra làm nhưng mà chú ý bị mệt không ấy được. Đây mình vừa đi con này thì tìm được một cây tre như thế này. Thì mình cũng áng áng chừng khoảng tầm độ gọi là làm cái đèn ông sao này rơi vào tầm độ gọi là 2 mét rồi. Đây. Đèn ông sao tầm độ 2 mét. Vì mình được tầm độ 1m6, 1m65, 1m65 thì lên đây cứ như tầm độ 2 mét, đèn ông sao 2 mét này các bạn. Thì bây giờ mình cưa ra để làm đèn ông sao nhé, các bạn cùng xem nhé. À đây. View qua đây là dụng cụ đây nhá, dụng cụ đây là dây để buộc, dụng cụ. Còn cái túi bóng kính thì mình chưa đã đi mua được. Ở đây gọi là hôm nay mình mới gọi là làm đèn ông sao rồi, chắc phải mai mới xong được. Còn dán nữa thì bao giờ dán xong thì mình sẽ treo lên, mình sẽ thắp từ bây giờ đến tận coi là hết trung thu rồi thôi. Bây giờ các bạn cùng làm với cả mình nhé. Đây thì các bạn ơi, các bạn cũng còn là biết đèn ông sao nó như thế nào rồi. Đèn ông sao thì nó rơi vào tầm độ còn là đây này, để mình đến xem. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sao vẫn có 9 nhỉ? Đến lại lần nữa xem, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9. Ô, chị tôi đơ rồi à, đây. Toàn cả ra đây. Đấy, đèn ông sao thì có gọi là mỗi bên cánh cả nó có 5, mỗi bên cánh có 5 thanh, hai cánh thì là có tầm độ 10 thanh. Thì tí mình sẽ buộc vào mà mình thấy con này như các bạn, con này không biết các bạn thế nào thì mình không biết, nhưng mà nhiều bạn thấy làm thì nó đơn giản, kiểu như đơn giản quá thì không chịu gót những cái này đi để cho nó sạch sẽ, mới cả nhìn trông nó vuông vắn hơn, nhưng mà mình phải gót nó đi cho nó sạch sẽ. À, các bạn cùng xem nhé, mình phải gót cái này cho sạch sẽ đi thì mình gọi là làm được thì nó mới đẹp được. Thì đây mình coi là mới xếp được một mặt của đèn ông sao rồi, thì vừa coi là gót xong hết rồi. Thì đây còn một mặt nữa thì chưa đã xếp. Thì bây giờ xếp xong thì đây phải buộc, nhưng mà làm theo để xóa le những cái ô này nhìn trông nó đẹp. Mệt quá, phải nói là mệt. Đang đâu cái chú Đăng kia thì bảo chú sang làm cho chú này còn bị đau bụng nữa. Ê, đây là theo yêu cầu của bạn nhím bảo là để mua đèn ông sao cho, nhưng mà năm nay không đi làm nên không mua được nên tự làm. Đang làm thì này mưa to quá. Thì đây đèn ông sao thì mình cũng gọi là đây. Đây giới thiệu các bạn đây, gần hoàn thành rồi. Thì tí mình sẽ có một thanh đỡ ở đây mà mình buộc lốt đây này. Lốt buộc đây. Thì các bạn làm thì các bạn phải để cái mặt kiểu như là tre này ở trên để cho nó đẹp. Đây nó có ở trong, đây là lòng của nó. Ở dưới này là lòng, còn đây là cái mặt của nó. Gọi là gì như mặt người đấy. Có mặt kiểu như mặt đẹp, mặt xấu ấy. Thì các bạn nhớ là các bạn phải áng chừng hai cái vào nhau thì lúc nào làm thì nó mới được đẹp. Đấy, như mình áng chừng hai cái vào nhau rồi. Buộc lốt cái này. Vì giống như con người thôi, người ta có mặt đẹp mặt xấu, không ai hoàn hảo cả. Đây là đèn ông sao của mình đây. Hiện tại bây giờ thì nó gọi là gần bằng, gọi là hơn Kiên Vlog được tí, hơn mình được tí rồi. Bây giờ mình phải chẻ cái thanh theo 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. 5 cái thanh. 5 cái thanh này thì nó cứ tầm độ gang tay thế này này. Thì các bạn cấy ở đây. Thì mình làm thì các bạn xem nhé. Thì đây cái đèn ông sao của mình đây sắp hoàn thành rồi. Mấy hôm gọi là mưa quá chả làm được. Thì đây là cái khung của nó đang lên rồi. Bây giờ gọi là vừa đi chủ. Không, chú nói thế. Đấy là vừa đi tận dụng được ít gọi là ít bao này xong rồi để làm dán ở đây. Vì con này mình gọi là không muốn mua thì nó kiểu như là nó ấy quá, kiểu như là nó xa hoa quá, nên mình gọi là thôi quyết định gọi là đi nương này về trang trí ở đây nhé. Thế em đã khỏi chưa? Khỏi rồi. Thế có đi dán được mấy anh không? Được. Thì bây giờ đây dán mẹ. Ui. Đây dán bằng keo, Thôi anh em nhiều việc nhé. Ngả xuống. Bây giờ dán trước cái mặt này. Bây giờ hai anh em mình dán này. Kéo bạn, đây các bạn, một nửa mọi người nhá. Đây một nửa, bây giờ anh em mình sẽ dán lên mặt này. Mặt tiếp theo của nó, tôi hết cả mông. Vất vả. Phải nói coi là cái này nó vất vả thật đấy. Xin giới thiệu với các bạn nhé, đây là đèn ông sao thì gọi này thì mấy ngày hôm nay hai anh em này làm gọi này nó cũng xong rồi, dán cũng xong rồi, đây, xong hết rồi, đây các bạn xem, tuy nó hơi xấu quá nhưng mà nó cũng ý nghĩa với cả hai anh em mình, cũng gọi là kỳ công ra để làm. Thì đây cái mặt ở giữa này ấy, mình sẽ dán bằng túi bóng màu xanh, đây là hai màu đỏ hai bên để cho nó nổi bật một tí. Thì bây giờ hai anh em thì sẽ chú con này có nhớ ngày xưa hai anh em mình vác đèn đi chơi không? Có chứ, vẫn nhớ ngày xưa hai anh em mình vác đèn đi chơi à? Nhớ chứ. Thì hôm nay con này trời con này ơi, không nhớ sao được. Trời hôm nay nó sáng quá thì anh em mình không đốt đèn cầy được ở trong thì thôi thì còn là anh em mình cũng làm hoàn thành được cái gọi là đèn ông sao này rồi. Thì tí tối thì anh em mình sẽ treo lên. Bây giờ chú mà lấy cái ấy đi, lấy một cái dây này, chú đi tìm một cái dây, một cái que, xong anh em mình vác để đi chơi đèn ông sao. Cho các bạn xem. Ừ, đi đi. Đây ra này cái que kia kìa. Có biết. Có con này chuẩn bị được một cái đây. Úi giời. Đấy. Đấy để anh ấy lại ra. Nhưng mà chú vác được không à? Vác được. Ngày xưa anh nhớ về kỷ niệm hai anh em mình ngày xưa gọi là đi vác đèn đi vào hôm trung thu thích để đi riêng mà cái đèn ông sao này mà đi rước thì gọi là thắp sáng luôn cả cái huyện này luôn, không ai gọi là siêu to khổng lồ được như cái đèn ông sao này. À, để anh thử xem về vác được không. Tùng dinh dinh tùng 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 dinh dinh tùng dinh dinh. Thôi để anh vào đây để anh nhường em. Đây từ anh chờ anh một tí. Lớn rồi nhường chị nhường em đi. Để anh em mình đi tổng dinh dinh. Làm đi. Được. Đấy, bắt lại lại. Tùng dinh dinh, tùng dinh dinh. Đấy, lên cho lên vai. Đấy. Dây ngắn tí nữa. À? Thế, quấn lại. Đấy. Đấy. Tốt đi. Tùng dinh dinh tùng dinh dinh tùng dinh dinh. Đi cho ở viện xem ạ. Thôi chú quay lại đi, đấy. Tiếc quá không có đèn cầy, không có đèn này ở trong, mấy cả đây nó ban sáng quá, hôm nay trời sáng phải lúc tối. Và thôi anh em mình để đây xong để tối để cho các cháu chơi. Bây giờ anh em mình lớn rồi, ai chơi cái đồ chơi này nữa à? Thì đấy mấy hôm qua này thì anh gần này thì hơi bị cáu cả chú đấy, thì thôi chú cho anh xin lỗi nhá. Ok anh. Thôi anh em mình có gì bỏ quá, anh em mình bảo nhau mà sống nhá. Đúng rồi. Nói chú cũng lần sau chú đừng có coi là suốt ngày chú đi nè nhè nữa, anh không thích đâu. Vâng anh, sau này rút kinh nghiệm. Thôi anh em lần sau thì bảo ban mà sống nhá. Vâng. Thôi thì cái video này hai anh em mình kết hợp đã xong rồi thì thôi anh em mình gọi là dừng video tại đây nhá. Thì đây mình gọi là hai anh em mình gọi là làm xong cái đèn ông sao này rồi. Thì gọi là cũng hết cãi nhau rồi, không ghét nhau nữa. Bây giờ là yêu nhau rồi. Thân nhau như cứt với đít rồi. Nhưng mà chú thấy cái đèn ông sao này hai anh em mình làm thì chú chấm điểm mấy? 10 trên 10. 10 trên 10 à? Tinh thần là trên hết. Đoàn kết là trên hết thì nữa. Thế thôi hay cái đèn ông sao này anh em mình được 10 trên 10 rồi. Ok. Rồi. Chào các bạn nhé.